tối nay, Quốc hội Việt Nam sẽ đình lại các dự án nhà máy điện hạt nhân của mình. hãng tin AP trích thông tin từ báo chủ trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy. Và nói rõ nguyên nhân được đưa ra là nhu cầu về điện đang giảm và giá các nguồn năng lượng khác cũng giảm. Một lý do khác cũng được báo chủ trẻ trích lời ông Lê Hồng Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, rằng giá xây các nhà máy điện này đã tăng gấp đôi, lên đến 18 tỷ đô la Mỹ. Báo mạng VN Express trích lời ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nói bên hành lang quốc hội với báo chí rằng việc dừng xây cất nhà máy điện hạt nhân là do những nguyên nhân bất khả kháng trong và ngoài nước. Ông Phó Bí thư tỉnh Ủy đảng Cộng sản Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, nơi dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì nói rằng tỉnh đã đề nghị Trung ương cho xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió và điện chạy bằng khí. Xin nhắc lại là nhà máy điện hạt nhân đã được chính phủ quyết định xây dựng vào tháng 11 năm 2009. Báo VN Express nói rằng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Trung ương Đảng Việt Nam đã xem xét kỹ lưỡng dự án nhà máy điện hạt nhân và giao cho ban cán sự đảng của chính phủ trình lên Quốc hội. Cũng liên quan đến kỳ họp của Quốc hội Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói với báo tuổi trẻ rằng Việt Nam đang đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại của mình. Ông Trần Tuấn Anh nói như vậy để trả lời câu hỏi là Việt Nam sẽ gặp khó khăn nào về thương mại hay không. Nếu Hiệp ước Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP không hình thành trong nhiệm kỳ của tân Tổng thống Donald Trump của Mỹ. Ông Trần Tuấn Anh cho biết là hiện Việt Nam đã có các thỏa ước về thương mại với nhiều quốc gia trên thế giới. Vì thế, mặc dù TPP sẽ tạo cho Việt Nam một môi trường hoạt động thương mại có tầm vóc rất lớn, nhưng đó không phải là tất cả. Xin nhắc lại là TPP được Mỹ dưới thời Tổng thống Obama đề xướng bao gồm 12 quốc gia xung quanh Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam nhưng không có Trung Quốc. Nhiều người nói rằng TPP cũng là một công cụ để Mỹ và đồng minh kềm chế Trung Quốc áp đặt các luật chơi của họ tại châu Á và thế giới. Quốc hội Việt Nam sẽ dành một khoản tiền 5.000 tỷ đồng để xây dựng sân bay quốc tế Long Thành tại vùng phụ cận của thành phố Hồ Chí Minh, đây là số tiền lấy ra từ ngân sách trị giá 2 triệu tỷ đồng mà nhà nước Việt Nam sẽ dùng để đầu tư công cộng trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài dự án sân bay Long Thành, số tiền này còn được dùng để chi cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam và các dự án xây dựng nông thôn mới xóa đói giảm nghèo tại các địa phương. Trong số vốn dùng cho đầu tư công này có 300.000 tỷ đồng là vay từ nước ngoài. Theo nghị quyết của Quốc hội Việt Nam về đầu tư công cộng được đưa ra lần này nói rõ là phải tính đến khả năng trả nợ nước ngoài nếu có vay vốn. Ngoài ra nghị quyết cũng khuyến khích chính phủ xây dựng hình thức đầu tư hỗn hợp từ vốn nhà nước và tư nhân trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Hai du khách người Na Uy gốc Việt Nam bị thiệt mạng khi chiếc xe bus chở họ bị tai nạn khi đang trên đường đi từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. Khu vực xảy ra tai nạn là huyện Nam Giang. Vùng núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, chiếc xe đã bị lật nhào trong một cơn mưa lớn. Ngoài hai người có quốc tịch nước ngoài tử nạn còn có 14 hành khách khác bị thương. Một nguồn tin giấu tên từ công an Việt Nam cho biết là thi hài của hai người xấu số đã được giao cho gia đình họ ở Việt Nam. Tòa đại sứ Na Uy ở Hà Nội cũng xác nhận là có hai công dân Na Uy bị chết nhưng không tiết lộ danh tính của họ. Còn cơ quan công an cho biết là hiện đang điều tra vụ tai nạn ít giờ đồng hồ nữa tổng thống hoa kỳ barack Obama sẽ gặp tổng thống đắc cử donald trump tại nhà trắng đây là cuộc gặp gỡ thường diễn ra giữa vị tổng thống mỹ đương nhiệm và người kế nhiệm với mục đích chứng tỏ sự đoàn kết và đảm bảo kế hoạch chuyển quyền sẽ được thực hiện suôn sẻ hôm qua trong phát biểu đọc tại nhà trắng tổng thống obama có nói đến điều này nhấn mạnh rằng ai cũng thấy có những khác biệt về quan điểm giữa ông và người kế nhiệm nhưng điều quan trọng nhất là mọi người phải tôn trọng kết quả cuộc bầu cử, phải nỗ lực giúp ông Trump xây dựng đoàn kết quốc gia và giúp ông Trump thành công khi điều hành đất nước. Bên cạnh cuộc gặp gỡ giữa tổng thống đương nhiệm và tổng thống đắc cử, là cuộc gặp giữa đệ nhất phu nhân Michelle Obama và bà Melania Trump cũng theo thông lệ, đệ nhất phu nhân Michelle sẽ đưa phu nhân của vị tổng thống tân cử tham quan Nhà Trắng, là nơi ông bà Trump sẽ cư ngụ trong 4 năm tới. Tin từ Tokyo cho hay là vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại New York, với mục đích xây dựng quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược Nhật-Mỹ. Quyết định đích thân gặp Tổng thống tân cử Donald Trump được Tokyo loan báo chỉ một ngày sau khi có tin nói rằng Thủ tướng Nhật sẽ cử một cố vấn chính trị sang Hoa Kỳ gặp người sẽ lãnh đạo nước Mỹ. Điều này được cho là chứng tỏ mối quan hệ sâu sắc của Tokyo về chính sách ngoại giao của tân chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh Nhật muốn cùng Washington tiếp tục chiến lược ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và những hành động mang tính gây rối mà Bắc Hàn thường làm. Vẫn theo tin từ Tokyo, cuộc gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và ông Trump sẽ diễn ra vào ngày thứ Năm, trước khi nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Peru để dự thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC. Tại Seoul, văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết, Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump cam kết sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh quốc phòng cho quốc gia này theo đúng bản hiệp ước an ninh chiến lược song phương mà hai quốc gia đã ký kết và đang thực hiện. Cam kết này được ông Trump đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nam Hàn Park geun hye hồi sáng nay, đảm bảo tiếp tục mối quan hệ vững chắc đã có và sẽ cùng Seoul đương đầu với những bất ổn do Bắc Hàn gây nên. Ông Trump còn nói là quân đội Hoa Kỳ luôn ở thế sẵn sàng để bảo vệ an ninh quốc phòng cho Nam Hàn. Trong thời gian vận động tranh cử, ông Trump có nói rằng sẽ tính đến chuyện rút quân khỏi Nam Hàn nếu Seoul không chia sẻ chi phí mà Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Hoa Kỳ hiện có 28.500 binh sĩ đồng trú ở Nam Hàn. Trong khi đó, qua bình luận mới được truyền thông Bắc Hàn phổ biến sáng nay, Bình Nhưỡng lên tiếng cảnh báo tân chính phủ của ông Trump sẽ phải đương đầu với cường quốc hạt nhân Bắc Hàn, đồng thời nhắc lại rằng Washington đừng tiếp tục mơ tưởng chuyện sẽ buộc Bắc Hàn phải hủy bỏ kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân. Bài bình luận có đoạn viết rằng chính sách mà chính phủ Obama đang cho thi hành chỉ khiến nước Mỹ trở nên nguy hiểm hơn, ám chỉ là bắt hàng có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Bài bình luận cũng nhắc lại điều lãnh đạo Bình Nhưỡng thường nhiều lần nói tới là bắt hàng phải có vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc phòng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ tấn công bằng quân sự. Cũng cần nói thêm là chưa rõ chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ như thế nào, nhưng tháng 6 vừa rồi khi đến Atlanta thuộc bang Georgia để vận động, Ông Trung có tỏ ý cho biết sẵn sàng gặp lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn để thảo luận và giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi. Ngoài ra, theo những chuyên gia quốc tế về vũ khí thì Bắc Hàn đang nỗ lực chế tạo quả tiễn liên lục địa, có thể chở đầu đạn hạt nhân, bắn xa tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở đảo Guam, bang Hawaii, cũng như bắn tới cả các bang miền Tây của nước Mỹ. Và cứ Tổng thống Barack Obama ngày 9 tháng 11, Cam kết nỗ lực cho một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm với tân tổng thống dân cử Donald Trump, ứng viên Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11, từng tuyên bố sẽ không thực hiện các sáng kiến về chính sách ngoại giao và nội địa hàng đầu của ông Obama. Trong bài diễn văn ngắn trước báo giới tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc, tổng thống Obama kêu gọi các đảng viên dân chủ tạm gác thất vọng và cố gắng có cái nhìn tích cực sau thất bại của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử vừa qua. Không có gì bí mật rằng, giữa tổng thống tân cử và tôi có một số khác biệt khá đáng kể. Ông Obama nói về ông Trump, người lâu nay chất vấn về việc liệu ông Obama có sinh ra tại Hoa Kỳ và có hội đủ điều kiện làm tổng thống hay không. Bây giờ tất cả chúng ta đều đặt hy vọng vào việc ông Trump sẽ đoàn kết và lãnh đạo đất nước thành công, ông Obama nói. Tổng thống Obama và phu nhân Michelle, người đã nỗ lực vận động để ứng cử viên bên Đảng Dân chủ Hillary Clinton đánh bại ông Trump, thừa nhận rằng di sản của ông trong lĩnh vực chăm sóc y tế, biến đổi khí hậu và cải cách tài chính đang đứng trước nguy cơ. Nhưng ông tập trung bài diễn văn của mình vào việc đảm bảo một quá trình chuyển tiếp thành công cho ông Trump. Đồng thời lưu ý rằng người tiền nhiệm bên Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống George W. Bush đã làm điều tương tự cho ông cách đây 8 năm. Ai cũng buồn khi phe của mình bị thất cử, nhưng sau đó chúng ta phải nhớ rằng, tất cả chúng ta thực sự đều thuộc một tập thể, ông Obama nói. Ông Trump bước vào tòa Bạch ốc sau chiến thắng ngoạn mục, đối thủ bên Đảng Dân chủ bà Hillary Clinton thừa nhận các nhà lãnh đạo trên thế giới đang hồi hộp tìm kiếm sự minh định về chính sách của ông Trump. Tôi muốn đảm bảo quá trình bàn giao quyền lực diễn ra suôn sẻ bởi vì Trung cuộc tất cả chúng ta cùng là một đội, Tổng thống Obama nhấn mạnh. Ngày thứ tư, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chúc mừng ông Donald Trump về việc ông đắc cử tổng thống Mỹ và nói ông mong muốn chấm dứt cãi cọ với đồng minh Hoa Kỳ, nhắc lại chuyện ông giận chính quyền Obama vì đã chỉ trích ông. Nhà lãnh đạo không theo nguyên tắc này thường được gọi là ông Trump của phương Đông vì những phát ngôn bừa bãi và thỉnh thoảng có những nhận xét thô tục, thường chỉ trích Washington trong những tháng gần đây và dọa hủy bỏ hiệp ước quốc phòng và chấm dứt những cuộc tập trận chung với Mỹ. Trong một bài phát biểu trước cộng đồng Philippines trong chuyến viếng thăm Malaysia, ông Duterte nói, tôi muốn chúc mừng, hoan hô ông Donald Trump. Ông Duterte đắc cử tổng thống vào tháng 5 năm nay với một đa số áp đảo và thường được so sánh với ông Trump, tự xem ông như là một ứng cử viên thay thế bên ngoài chính trị của quốc gia. Ông tranh cử trên nền tảng dân túy, chống tổ chức hiện có và có đồng tiếng nói với người dân bình thường Philippines với những lời hứa sửa đổi lại điều ông gọi là một đất nước đang hư hỏng. Tuy nhiên, cho đến nay, điều ngạc nhiên lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống hiện nay của ông là sự thù ghét đối với nước Mỹ. Hầu như hàng ngày ông đều nổi giận về những quan ngại của Mỹ đối với vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống ma túy làm nhiều người chết của ông. Ông cũng liên tiếp đe dọa các đứt mối liên hệ quân sự là yếu tố chính của chính sách xoay trục sang châu Á của Washington. Ngày thứ tư, ông Duterte nói với những người Philippines về việc ông giận Washington như thế nào và nói Hoa Kỳ đe dọa cắt viện trợ và đối xử với Philippines như một con chó bị buộc vào cột. Ông Teddy Lozin Jr., đại sứ sắp tới của ông Duterte tại Liên Hiệp Quốc, nói có một vài điều giống nhau giữa ông Duterte và ông Trump, người đã làm thế giới sửng sốt vì đã đánh bại đối thủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày thứ ba vừa qua. Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết sẽ làm việc với ông Donald Trump sau chiến thắng gây sốc của ông trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ, nhưng một số quan chức bày tỏ lo ngại rằng cuộc bầu cử có thể đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên mà trong đó Washington cổ suý những giá trị dân chủ và được những đồng minh xem là nước bảo đảm hòa bình. Ông Trump, tỷ phú bất động sản và cựu ngôi sao truyền hình thực tế, gửi đi những tín hiệu hòa diệu trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ, bất, kể từ khi bất ngờ đánh bại đối thủ đảng dân chủ Hillary Clinton và ông tuyên bố sẽ tìm kiếm điểm chung, không phải xung đột với những đối tác của Mỹ. Các chính phủ ở Anh, Trung Quốc, Đức, Israel, Nhật Bản, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chúc mừng ông Trump và nói rằng họ sẽ làm việc với ông. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm phần việc của mình và làm tất cả mọi thứ để đưa mối quan hệ Nga-Mỹ trở lại con đường phát triển ổn định, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu. Ông Trump từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin, trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ đạt được tầm cao mới trong quan hệ song phương dưới chính quyền của ông Trump. Và Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng mối quan hệ lâu dài và đặc biệt giữa Anh và Mỹ sẽ vẫn nguyên vẹn. Nhưng những quan chức khác, một số trong số họ có vai trò cao cấp trong chính phủ, đã có một hành động bất thường là lên án kết quả cuộc bầu cử, gọi đó là một tín hiệu đáng lo ngại cho nền dân chủ tự do và sự khoan dung trong thế giới. Trump là người tiên phong của phong trào quốc tế sô vanh và độc đoán mới. Ông ta cũng là một cảnh báo cho chúng ta, Phó Thủ tướng Đức Sigma Gabriel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn báo chí Funker. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ông Putin của Nga, đặt nghi vấn về những nguyên lý cốt lõi của Liên minh quân sự NATO và gợi ý rằng Nhật Bản và Hàn Quốc nên tự phát triển vũ khí hạt nhân để chịu gánh nặng quốc phòng của riêng mình. Ông đã tuyên bố sẽ hủy bỏ một thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu mà các cường quốc thế giới đã đạt được tại Paris vào năm ngoái. Hủy bỏ những hiệp định thương mại mà ông nói là có hại cho người lao động Mỹ và đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới mà đã đưa tới việc nới lỏng những chế tài nhắm vào nước cộng hòa Hồi giáo này. Nhưng những nước đồng minh của Mỹ thừa nhận là không chắc liệu ông Trump có làm đúng tất cả những cam kết chính sách đối ngoại mà ông đã đưa ra trong khi vận động tranh cử hay không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 713-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam. Sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ, giáo sư Ngô Vĩ Lâm thuộc Đại học Men hôm 9 tháng 11 đã nêu ra với VOA những nhận định của ông về quan hệ Mỹ-Việt. Ông cho rằng trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, tính từ tháng 1 năm 2017, quan hệ hai nước sẽ lạnh nhạt hơn. Giáo sư Lâm giải thích thêm. Ít nhất là 6 tháng, xong rồi sau đó khi mà họ sắp xếp lại, họ sẽ bắt đầu nối kết lại những cái quan hệ mà ông obama và cái ekip của ông đã đẩy đối với việt nam kinh tế thì đối với mỹ thì trao đổi với việt nam rất là nhỏ tôi nghĩ rằng là ông trump sẽ chú ý đến với trung quốc hơn còn vấn đề biển đông thì tôi nghĩ rằng là trong trump trong tạm thời sẽ không đụng đến là bởi vì ông cũng không có rõ vấn đề biển đông như thế nào nhưng mà tôi nghĩ rằng là cuối cùng ông cũng sẽ theo cái chính sách của, của uh, ông obama bởi vì thật ra là mỹ mà muốn là một cái nước mạnh à, trong à, thế kỷ tới thì vấn đề à, sức mạnh của mỹ ở trên biển là rất là quan trọng vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ so sánh với trung quốc là vấn đề nhân quyền cũng là nhỏ và hay là so sánh với nga ông trump thì ông không có nói gì về vấn đề nhân quyền ở bên nga thành ra đối với nào này tôi thấy là uh, mặc dù là ông nói nhân quyền thế hệ này kia nhưng tôi thấy ông cũng sẽ bỏ lời và không có thúc đẩy như là cái dạng dân chủ hay là thúc đẩy tỷ phú donald trump hôm 9 tháng 11 một đạt hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để đánh bại Bạc linh tinh trong cuộc đua cam go tới phút chót và giới quan sát cho rằng kết quả này sẽ có tác động tới Việt Nam. Nguyễn Trung có bài tường trình do Lam Thủy trình bày chi tiết sau đây. Ông Trump giành một loạt các chiến thắng được coi là gây sốc ở các tiểu bang quan trọng như Florida, Ohio cũng như Pennsylvania. Sau thắng lợi của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng ông cũng khá bất ngờ vì trước đây cũng có nhiều dự đoán và tỷ lệ thăm dò đều rất có lợi cho bà Clinton. Khi được hỏi về tác động của chiến thắng của ông Trump đối với chính sách tới Việt Nam, nhà hoạt động xã hội này nói tiếp: Có thể ông Trump sẽ thay đổi cái chính sách xoay trục của ông Obama và có thể là ông ấy sẽ không hướng sang châu Á nữa và ông sẽ chỉ tập trung vào phát triển nội lực của nước Mỹ. Việt Nam là một trong những nước mà được hưởng lợi từ TPP cũng như là trong cái chính sách xoay trục. Nhưng bây giờ khi mà ông Trump ông thay đổi thì Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng cũng khá đặc biệt trong cái bối cảnh là Việt Nam đang có những cái tranh chấp với Trung Quốc ở trên biển Đông. Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có tác động nhiều. Ký giả từng theo dõi nhiều cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ trước đây nói thêm. Chính sách ngoại của Mỹ là một cái chính sách đối ngoại của một cường quốc lớn nhất ở trên thế giới và nó đã được hình thành và được củng cố qua nhiều thế hệ rồi. Việc thay đổi một người đứng đầu ở Nhà Trắng đương nhiên nó có tác động nhất định nhưng mà nó không thay đổi quá nhiều, đặc biệt là không thay đổi về bản chất trong quan hệ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tổng thống Mỹ thì giỏi lắm là được làm được hai nhiệm kỳ tức là 8 năm thôi. Nhưng mà những cái mà thành quả bây giờ trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho đến nay ấy, là nó được xây dựng bởi nhiều đời tập thống rồi nếu mà ông Donald Trump áp dụng cái cái quan điểm mà như ông đã từng phát biểu trong quá trình tranh cử của ông, thì tôi nghĩ rằng là nó có gây khó khăn nhất định, nhưng mà không phải là một sự đảo ngược hoàn toàn. <laughs> Tỷ phú bất động sản trực ngôn từng nhiều lần nhắc tới Việt Nam, nhưng ở một khía cạnh tiêu cực trong chiến dịch vận động. Trong cuộc tranh luận thứ ba và cũng là cuối cùng hồi cuối tháng 10, ông Trump nói rằng hàng hóa của chúng ta đổ vào từ Trung Quốc, đổ vào từ Việt Nam, đổ vào từ khắp nơi trên thế giới. Còn hồi tháng 2, ông từng cáo buộc Việt Nam như một số các nước châu Á khác đánh cắp việc làm tại Mỹ. Ba tháng sau đó, vị tỷ phú nói rằng ông tức giận với sự lãnh đạo bất tài và thiếu năng lực của Mỹ, chứ không phải với Việt Nam, Trung Quốc hay Ấn Độ, vì đã lấy đi rất nhiều thứ của chúng ta. Mới nhất hồi tháng 6, ông Trump một lần nữa nêu đích danh Việt Nam, gọi đây là một trong những nước trả lương thấp nhất trên thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia cách xa nửa vòng trái đất cũng là tin tức được theo dõi nhiều nhất ở Việt Nam. Theo Google, trong ngày 8 tháng 11, ngày bầu cử ở Mỹ, cũng như dạng sáng ngày 9 tháng 11 khi kết quả được công bố, báo chí trong nước cũng đưa tin về nhiều khía cạnh của cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ và thậm chí còn trực tiếp cập nhật mọi diễn biến của cuộc chạy đua được coi là mang tính lịch sử vào Nhà Trắng lần này. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà cho rằng, việc người dân trong nước quan tâm tới cuộc bầu cử Mỹ thể hiện khát vọng của người Việt Nam, mong muốn có một sự thay đổi trong chính trị ở Việt Nam, và người ta muốn có bầu cử dân chủ và tự do. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vật biển BPSOS, có nhận định tương tự. Ông nói trong cuộc trao đổi trực tiếp trên Facebook của VOA Việt ngữ tối ngày 8 tháng 11 giờ Washington. Đây là một cái bài học điển hình để mọi người đang theo dõi ý thức được thế nào là một cuộc tranh cử mở trong một đất nước dân chủ và tự do. À, có rất nhiều cái mâu thuẫn có rất nhiều các cái uh, bất cập, bất đồng quan điểm này kia nhưng mà trong cái sự tương kính và mọi người đều chấp nhận cái kết quả của cuộc bầu cử. Và tôi cầu mong rằng tất cả quý vị đang theo dõi chương trình sẽ ghi nhận cái điều này như là một cái bài học rất nên giữ lại trong lòng của mình để một ngày nào đó Việt Nam chúng ta cũng có thể có được một cái thể chế dân chủ nó không như Mỹ nhưng mà nó cũng là một thể chế dân chủ. Trong mùa tranh cử lần này. Ngoài hai ứng viên tranh cử tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton, còn có các cuộc tranh cử vào thượng và hạ viện Mỹ, những người có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách của Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam và từng đóng góp vào việc bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington, đã tái đắc cử ở tiểu bang Arizona. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain. Tỷ phú Trump từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích ông McCain về vai trò của ông trong cuộc chiến đã kết thúc nhiều thập kỷ trước. Ông Macken hồi tháng 7 lên tiếng kêu gọi Việt Nam theo chân Philippines, thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngay sau khi Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ra phán quyết tuyên bố phần thắng nghiêng về Manila. Trong cuộc vận động tranh cử, cả ông Trump và bà Clinton đều nhắc tới và phản đối Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam là một trong 12 nước ký kết. Ông Trump nói rằng bà Clinton từng hậu thuẫn TTP, coi đó là tiêu chuẩn vàng và nhấn mạnh rằng ông phản đối thỏa thuận thương mại tự do của các nước thuộc vành đai Thái Bình Dương này. Thậm chí, hồi tháng 6, tỷ phú bất động sản từng tuyên bố rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ rút Hoa Kỳ khỏi hiệp định này. Ứng viên này nói tại tiểu bang Pennsylvania rằng TTP sẽ buộc các nhân công Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam. Mới đây, Quốc hội Việt Nam hoãn thảo luận và thông qua hiệp định thương mại này cho tới sau cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Bà Jenny Ngọc Giao Nguyễn, chủ tịch của Hội Tiếng Nói Người Mỹ Gốc Việt, nói trong cuộc thảo luận trực tiếp trên Facebook của VOA Tiếng Việt. Dù cái kết quả của cuộc bầu cử này nó như thế nào đi nữa, thì cái vấn đề của Việt Nam vẫn là vấn đề của người Việt Nam. Và dù sao đi nữa thì cái nỗ lực chung nó vẫn là ở chúng ta. Và cái hy vọng của chúng ta là chúng ta có rất nhiều người trẻ đã bước ra thế giới và đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Trên Facebook cá nhân, trả lời các câu hỏi về đường lối ngoại giao đối với các nước có gì thay đổi hay không, đặc biệt là châu Á Thái Bình Dương, thứ đến là Biển Đông, khi tân chính quyền Mỹ lên nhậm chức cũng như khi được hỏi ý kiến về việc ông có quan điểm mới gì, ông có quan điểm mới gì thổi tư tưởng mới đối với giới trẻ Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius trả lời, chúng tôi không thể dự đoán được tương lai, nhưng tôi tin tưởng rằng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ các chính sách về kinh tế. Các bạn trẻ Việt Nam rất thông minh và sáng tạo. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ để những người trẻ Việt Nam được truyền cảm hứng và thực hiện những kế hoạch tương lai. Dù trong khi vận động, ông Trump và bà Clinton không trực tiếp đề cập tới biển Đông, một trong các mối quan tâm của người Việt, nhưng hai ứng viên đã nhiều lần tranh cãi về chính sách đối ngoại, trong đó có khu vực châu Á của chính quyền tổng thống Obama. Trước khi cuộc bầu cử diễn ra hôm 8 tháng 11, một cuộc thăm dò ý kiến do một tờ báo nổi tiếng ở Hồng Kông thực hiện cho thấy, người Trung Quốc tin rằng cả hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa sẽ giải quyết tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington tốt hơn ông Obama. Cuộc thăm dò ý kiến 1.500 người Trung Quốc ở thành thị do tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng có trụ sở ở Hồng Kông, công bố hôm 5 tháng 11, còn cho thấy một nửa trong số đó cho rằng ông Trump sẽ xử lý vấn đề Biển Đông tốt hơn ông Obama, 54%, cũng như về các vấn đề hợp tác về an ninh mạng, 59%, thương mại song phương, 57%, hoặc tình hình trên bán đảo Triều Tiên, 52%. Ngoài ra, khoảng 51% tin rằng tỷ phú bất động sản Mỹ sẽ can thiệp ít hơn vào châu Á so với đương kim tổng thống Obama. Thưa quý vị, cuộc bầu cử ở Mỹ đã tạo thành một cơn sốt ở tại Việt Nam. Do trên lệch múi giờ nửa ngày nên người dân tại Việt Nam đã có dịp theo dõi sát sao những thời điểm gay cấn trong ngày bầu cử ở Mỹ, nhất là những giờ phút chót công bố tỷ lệ thắng thua giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton ở mỗi tiểu bang. Nhiều trang báo chính thống có hẳn một trang hay chuyên mục riêng cập nhật từng phút quá trình bầu cử ở Mỹ. Trong khi đó, các Facebooker nổi tiếng cũng không thua kém trong việc cập nhật, phiên dịch và đăng tải tin tức về bầu cử Mỹ trên trang cá nhân của mình. Chị Hoàng Bích, một người làm kinh doanh xuất khẩu từ Sài Gòn cho VOA biết, người dân Việt Nam cũng theo dõi bầu cử ở Mỹ, kỹ không thua gì người dân tại Mỹ. Cũng nói nhiệt là không thua bả đâu nha. Cũng như là bên đó công bố là bên như bang đó là ông Trump bao nhiêu, bà tân bao nhiêu thì nó cập nhật liên tục. Mọi người thì khác thì là lúc tôi vui là cái giờ mà bên đó cập nhật là tháng bên này là cái giờ bên này người ta cũng thường là rộng hơn á. Có sớm thì hay quán cà phê rồi là ai cũng cầm cầm báo coi để mà coi như là bên như là cái cái số phiếu uh, mà uh, hai bên nó trên nhau như thế nào. Mà đa phần thì mọi người lo lắng là rất là thất vọng khi mà ông cho bóng bóng trong khi đó Facebooker Nguyễn Chí Tuyến ở Hà Nội, người có danh sách bạn bè trên trang cá nhân lên đến gần 5.000 người cho VUA biết tình hình trên mạng xã hội cũng sôi động không kém. Danh sách bạn bè của tôi trên cái tài khoản Facebook của tôi thì bao gồm rất là nhiều thành phần cả trong và ngoài nước. thì tôi theo dõi thì hầu như là họ rất là quan tâm. cái thứ hai là ngay cả trong cái cái cuộc sống đời thường tức là những người có thể là không thường xuyên sử dụng các cái trang mạng xã hội như là Facebook thì họ cũng là bàn tán rất là rôm rả. Hôm qua tôi có việc phải về quê ăn cưới ở vùng ở quê à, làng của tôi thì ngay trong đám cưới đó thì các anh các em bác các anh chị các anh các bác cũng nói chuyện về về cái chuyện hai ứng cử viên giữa bà Clinton và ông Donald Trump. Ảnh hưởng của cuộc bầu cử Mỹ tại Việt Nam theo chị Hoàng Bích không chỉ thể hiện trong ngày bầu cử mà còn trong suốt thời gian tranh cử của hai ứng cử viên Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ những cái ảnh hưởng như bên đây là mọi người người ta khi mà cái đợt mà là quyên uh, mà bà đã sắp bị kiểm tra đó thì là cái tỷ giá đô nó rớt xuống bên đây người ta là người ta lật bật người ta bán tháo ra Nhưng mà khi mà nghe nói là bà được giải oan thì là người ta lại mua vô rất là ồ à theo nữ doanh nhân ở Sài Gòn, có nhiều lý do khiến cho người Việt Nam quan tâm đến cuộc bầu cử ở Mỹ trong đó ngoài tâm lý chuộng Mỹ của người Việt thì những chính sách tương lai của Mỹ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sát sườn đến người dân Việt như công việc kinh doanh với các đối tác Mỹ, tỷ giá ngoại tệ, việc đi lại với Mỹ vân vân. Trong khi đó, Facebooker Nguyễn Chí Tuyến cho rằng sự quan tâm nhiều hơn về chính trị của người dân Việt Nam là một trong những nguyên nhân khiến họ để ý đến bầu cử ở Mỹ nhưng tất cả những người được VOA phỏng vấn đều cho biết việc người việc họ theo dõi được sự cạnh tranh khốc liệt so kè rõ ràng, minh bạch giữa các ứng cử viên. Điều mà họ cho là không có trong bầu cử Việt Nam chính là nguyên nhân khiến việc bầu cử ở Mỹ gây sốt tại Việt Nam. Tổng thống Trump là một ẩn số đối với Việt Nam. Việc tỷ phú Donald Trump trở thành tổng thống tân cử của Mỹ đã làm nhiều người bất ngờ và các chuyên gia cho rằng ông sẽ là một ẩn số đối với Việt Nam và chính quyền Cộng sản cần phải theo dõi và có những bước đi hợp lý trong mối quan hệ với Mỹ. Chiến thắng của tỷ phú Donald Trump trước đối thủ có nhiều kinh nghiệm Hillary Clinton vào rạng sáng ngày 9 tháng 11 đã gây kinh ngạc cho các chuyên gia. Họ cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ có nhiều chuyển biến, nhưng cũng đánh giá rằng những gì ông đã tuyên bố có thể sẽ thay đổi. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS ở Singapore đánh giá về vấn đề này như sau. Trước mắt chúng ta cần phải một có một thời gian để mà nhìn nhận và đánh giá xem thử là những cái tuyên bố của ông Trump trong quá trình tranh cử thì nó có được chuyển biến thành những cái chính sách thực tế giống như những gì ông đã tuyên bố hay không? Tại vì có một điều rằng là những cái tuyên bố của ông thì có thể chủ yếu là nhằm mục đích tranh cử mà thôi. Ừ. Sau khi mà thắng cử đó thì có một khả năng là ông vẫn có thể phải có những chính sách phù hợp phù hợp hơn với thực tế, phù hợp hơn với cái lợi ích của Mỹ ở khu vực cũng như là ở Việt Nam. Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden ở Hà Lan và là một nhà nghiên cứu về Việt Nam cũng có những nhận xét tương tự. Dù cái sáng cử đã kéo dài rất lâu, thì những uh, quan điểm cụ thể ông đối với những vấn đề quốc tế vẫn còn là một bí ẩn và vì thế thì chúng ta phải phải chờ xem là uh, ông làm những gì và có lẽ là trong những tuần tới thì ta sẽ hiểu một cách uh, Uh, nhiều hơn uh, đặc biệt khi chúng ta thấy ông có ý định để bổ truy những người nào trong những uh, vị trí chủ chốt trong chính phủ của mình Ông Trump được biết tới là người hoàn toàn chống lại các hiệp định thương mại tự do vì ông cho rằng chúng đã lấy đi việc làm của người dân Mỹ. Khi còn vận động tranh cử, ông Trump đã nói rằng TPP, hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương mà Mỹ, Việt Nam và 10 nước thành viên khác đã ký kết, nhưng đang chờ các quốc hội phê chuẩn, đã buộc các công dân Hoa Kỳ phải trực tiếp cạnh tranh với các công nhân từ Việt Nam. Dù nhiều người cho rằng với chính quyền của ông Trump, TPP chắc chắn sẽ không có cửa nhưng theo giáo sư Jonathan London TPP vẫn có khả năng được tiếp tục bởi trong đảng cộng hòa từ trước đến nay đều ủng hộ các hiệp định thương mại lớn thế thì không rõ là quan hệ giữa, giữa ông và đảng của mình sẽ thế nào à, cụ thể đối với hồ sơ thương mại và các hiệp định thương mại. Theo nhận xét của bà Ginny Nguyễn, chủ tịch hội tiếng nói người Mỹ gốc Việt, trong cuộc trao đổi trực tiếp trên trang Facebook của VOA Việt ngữ đêm bầu cử 8 tháng 11, dù nhiều người trong đảng Dân Chủ chống đối TPP, nhưng nhiều người của đảng Cộng Hòa lại ủng hộ. Giáo sư London nhận định, việc nắm quyền của ông Trump với sự chống đối các hiệp định thương mại không có nghĩa là quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không mở rộng, nhưng ông cho rằng nó sẽ theo một con đường khác. Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn rút Mỹ ra khỏi những sự can dự vào các cuộc xung đột ở Trung Đông và trên thế giới. Nhưng theo giáo sư London, ông không cho rằng động thái của Mỹ ở Biển Đông sẽ có một sự thay đổi lớn vì sự ảnh hưởng từ phía quân đội của Mỹ đối với Trump có lẽ mạnh hơn đối với Obama. Thôi, thiên rằng là trong thời gian tới thì Việt Nam phải tìm rất kỹ cái những gì mà ông Trump định làm và cũng nên tham khảo ý kiến của những người trong chính quyền của obama hiện nay để giúp cho việt nam thêm khác để phân ứng một khác hiệu quả đây là một thời điểm ngắn để cho việt nam chuẩn bị một khác đầy đủ cho mọi sự kiện trong tương lai Nhà nghiên cứu Hồng Hiệp của ISIS cũng cho rằng với việc ông Trump trở thành tổng thống Mỹ kế tiếp, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận chung sống với thực tế này. Thì chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới đó thì một mặt Việt Nam phải thúc đẩy tận dụng cái chính quyền mới để mà tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, mặt khác cũng có thể cần phải dự trù một số các cái điều chỉnh chính sách. À, trong cái trường hợp mà à, quan hệ song phương cũng như là chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực Việt Nam nó có những cái chuyển biến à, tiêu cực và không phù hợp với lợi ích quốc gia theo nhận định của ông Hiệp chính sách của ông Trump không hoàn toàn do ông quyết định mà có thể có một phần đóng góp hoặc tác động từ những cộng sự hoặc cố vấn chính sách của ông và những người này theo ông Hiệp vẫn muốn phát triển và duy trì quan hệ của Mỹ với khu vực Đông Nam Á cũng như là với Việt Nam